Rồi xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình quay cái video cái cảnh xe tập trung về bốc mai đi Hà Nội, đi bốc xanh đi Hà Nội. Anh em là mai đang bốc. Trước nhà mình anh em xe lớn đậu bình thường nha, xe lớn đậu bốc mai bình thường nha. Xe cộ mai mốt là vẫn lưu thông bình thường nha anh em. Đây này đi bức xanh nè, thành bức xanh đi. Quá đẹp luôn. Rồi cảm ơn anh em xem video. Nói chung anh em có nhu cầu đặt mai sỉ, lấy mai sỉ theo lô thì cứ báo vườn mình ha. Xe vận chuyển cho đến bốc lên xe là có đội chuyên nghiệp hết nha anh em. Rồi xin cảm ơn anh em xem video nha.